Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Hôm nay xin giới thiệu với anh em bay phôi mai rừng Khánh Hòa. Phôi số 1. Hình trên cổ rễ là 24 nha anh em. Chiều cao từ mặt cắt rễ lên đến mặt cắt thân là 61. Phôi này thì có một thân thôi. Rồi có ba cái rễ lớn nha anh em. Ba cái rễ khá là lớn. Mà cắt rễ và mà cắt thân đều đã được xử lý keo liền xẹo nha anh em. Số 2. Hành trên cổ rễ là 30 nha anh em. Chiều cao từ mặt cắt rễ lên đến mặt cắt thân là 58. Hồi này thì cũng có 3 cái rễ, 4 rễ nha anh em. Có 4 cái rễ. Phôi số 3. Hành trên cổ rễ là 30. Chiều cao từ mặt cắt rễ lên đến mặt cắt thân là 63 nha anh em. Phôi này thì có ba chi. Có bốn cái rễ nha anh em, mặt rễ và mặt cắt thân đều được xử lý hết keo liền xẻo.